Preview. Xin chào các bạn, mình tên là Hằng Hang. Hiện tại thì mình đang đứng ở showroom Honda Quỳnh Thành 1. Địa chỉ của Honda Quỳnh Thành 1 là 139B2 Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre ha. Nếu các bạn nào mà mình chưa đến Quỳnh Thành á, thì mình có thể để ý là đối diện với Sacombank. Sacombank ở bên đường đây đó. Đây, thì hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu cho các bạn về cái dòng xe Airblade mới năm 2020 đang làm điên đảo các bạn giới trẻ hiện nay ha. Đó, đây là màu xám, cực kỳ đẹp, cực kỳ bóng luôn nha các bạn. Đây là 125 phân khối ha. Thì năm nay Honda có ra dòng xe Airblade mới 150 phân khối ha, đặc biệt là 150 phân khối, máy cực mạnh ha. Đây là màu trắng 125 phân khối. Đây. Những năm trước thì màu trắng này nó không có. Năm nay Honda ra màu trắng này cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn nha các bạn. Các bạn nào trẻ trẻ là rất là yêu thích cái màu này. Airblade 150 phân khối mới nhất hiện nay. Đây. Các bạn thấy không? Những cái tem màu vàng rất là nổi bật. Đây. Đường nét rất là sắc sảo ha các bạn. Đây. Đặc biệt là 150 phân khối này mình có trang bị dòng thắng ABS mới nha. Đây, dòng thắng ABS đây. Không thua gì SH Mo ha các bạn. Bản lĩnh mạnh mẽ ha, dòng xe rất cực kỳ đẹp. Đây là 125 phân khối màu đỏ nha các bạn. Đây, mình quay chậm chậm các bạn có thể nhìn kỹ hơn ha. Đây. Mỗi màu nó có mang một cái vẻ đẹp đặc trưng riêng ha. Các bạn nào thích đỏ thì mình mua đỏ, thích xanh thì mình mua xanh. Mạnh mẽ cá tính đó thì mua phiên bản đặc biệt ha. Đây là màu xanh 150 phân khối. Đây, dòng này thì cũng có trang bị dòng thắng ABS luôn ha. Nói chung là 150 phân khối thì dòng nào mình cũng có ABS hết, giúp cho các bạn là thắng một cách an toàn, chống bó cứng phanh ha. Đối với những trường hợp mà chúng ta thắng gấp. Đây, còn đây là màu đen. Các bạn thấy không? Màu đen mà cực kỳ bóng, rất là bóng luôn ha. Đây. Mỗi màu thì có trao chuốt một cái đường nét, những cái tem đặc trưng riêng ha các bạn, để các bạn mình có thể yêu thích cái mẫu nào thì mình có thể chọn, dễ dàng lựa chọn hơn. Rồi các bạn có thấy gì đây không? Đây là cái mâm mới, mâm này là mâm đúc luôn nha các bạn. Đây. Thì dòng mâm này thì nó làm cho cái xe chúng ta đầy đặn hơn, đẹp hơn, chạy xe trên đường thì nó nổi bật hơn. Nếu mà các bạn mà thích cái mâm này thì hãy đến ngay Quỳnh Thành 1 ha. Quỳnh Thành 1 thì cung cấp những cái dòng mâm này cực kỳ là chất lượng nha. Đó, cực kỳ bền luôn. Và chạy cực kỳ sang chảnh luôn nha các bạn. Đó. Đây là những cái màu sắc của dòng xe Airblade năm 2020 mới. Ngoài ra thì nó cũng còn cái màu đặc biệt, màu đen đặc biệt của 125. Ở trong đây không có chân nên nếu mà các bạn nào mình muốn nhìn rõ hơn thì mình hãy đến Honda Quỳnh Thành ha, để mình tận mắt chứng kiến là nó đẹp như thế nào. Ở trong đây thì mình chỉ quay như thế này thôi. Thì mình cũng giới thiệu luôn là chương trình khuyến mãi của tháng 4 này dành cho xe Airblade là tặng cho quý khách hàng cũng như các bạn khi mua xe tại Honda Quỳnh Thành có hộ khẩu ở huyện thì chúng ta sẽ được tặng 100%
phí trước bạ luôn nha. Nghĩa là trước giờ mình không có tặng lệ phí trước bạ cho dòng xe Airblade, nhưng mà lần này mình sẽ tặng cho các bạn mua xe ở Quỳnh Thành, tất cả các hệ thống Quỳnh Thành luôn, là 100% phí trước bạ cho khách hàng ở huyện. Và khách hàng nào có hộ khẩu ở thành phố thì chúng ta sẽ được tặng ha 50% phí trước bạ cho khách hàng có hộ khẩu thành phố. Và xin thông báo các bạn luôn là giá xe cực kỳ thấp, thấp hơn lúc mới ra rất là nhiều ha, giảm 5-6 triệu so với lúc mới ra. Cho nên là bây giờ các bạn nào mình muốn mua xe thì hãy đến ngay ở Quỳnh Thành 1, mình có thể tận mắt lựa chọn xe theo sở thích của mình. Ngoài ra thì Honda Quỳnh Thành cũng có bán hàng online, tại vì trong mùa dịch này á, dịch Covid-19 này đang hoành hành rất là nhiều, rất là kinh khủng, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, cho nên là các bạn cũng rất là ngại ra đường, thì các bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay số điện thoại là 1800 588 861 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp và bán hàng trực tiếp luôn. Họ tổng đài của chúng tôi luôn hỗ trợ cho các bạn ha. Nếu các bạn mua hàng online thì các bạn sẽ được giao hàng nhanh chóng, giao dịch an toàn, quà tặng hấp dẫn và giao hàng tận nơi ha. Đó. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi vô số điện thoại đó thì sẽ được chúng tôi hỗ trợ một cách tận tình ha. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn dòng xe Airblade này. Hẹn các bạn là video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng xe Winner ha, dòng xe Winner và cũng có khuyến mãi rất là nhiều đó, trong tháng 4 này đó. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi thì mặc dù là dịch Covid nhưng mà Honda Quỳnh Thành vẫn mở cửa mỗi ngày và luôn đồng hành cùng các bạn ha. Mọi chi tiết thì các bạn hãy gọi vô số điện thoại ở trên ha. Xin chúc cho các bạn được và gia đình được nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Xin chân thành cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.